Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn cách sử dụng vitamin của Flower. Đây là dụng cụ chia liều có trong mẫu sản phẩm. Thì bây giờ là bước 1. Bước 1, các bạn mở nắp sản phẩm. Sau đó các mẹ đưa ống syringe vào để hút, là xin lưu ý là các mẹ rút ở vạch là 2,5 ml. Các mẹ đưa vào nhưng đừng đưa sát quá là sẽ... Và khi rút các mẹ lưu ý là nhớ rút đủ liều lượng cho bé nha các mẹ. Khi mình rút 2,5 ml, mình canh là khi vừa đủ 2,5 ml thì các mẹ gỡ bình ra và rút ống ra liền. Đây là đủ 2,5 ml cho con mình. Thì khi cho bé uống là nên pha vào cháo bột cho bé để bé uống, vì cái này có vị trái cây rất thơm ngon. Đây, mình giả sử đây là mình đã pha vào cháo bột cho bé là ở vạch 2,5 ml. Khi vệ sinh thì bước vệ sinh thì đây là tiền chất của beta carotene, cho nên nhiều mẹ nói là sẽ rửa không sạch, nhưng mà các mẹ yên tâm, đây là hoàn toàn tốt cho sức khỏe của con. Thì các mẹ vệ sinh là chỉ cần đưa vào nước lạnh và rút ra vài lần. Các mẹ đừng có đưa vào vòi rửa nữa, sẽ dễ bị trâu các vạch ở trên này. Xin cảm ơn các mẹ đã coi video clip.